Xin bên chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh của Viết Phú nhé. Hôm nay thì em xin giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một số cái đồ của em đang có ngoài cái thứ máy tính thì rất nhiều đồ đạc rất nhiều, hơi bừa bộn một chút. Một số đồng hồ quý vị, đồng hồ thì như trong cái video em quay ở cái quán có giảm giá đồng hồ nhiều ấy, thì một số khách hàng, một số anh chị cũng đã tin tưởng và đã đặt hàng ở em. Thì ngoài ra thì một số khách khác cũng có yêu cầu mua một số hàng không có trong cái video đấy. Thì nếu quý vị anh chị nào cần mua hàng gì thì chỉ cho em mã thì em sẽ đặt hàng giúp cho quý vị anh chị và sẽ báo giá cụ thể. Ví dụ như một số cái con đồng hồ cơ này thì nhìn rất là đẹp đấy, đấy lộ cơ hết, quai sắt quay ra thì đều có. Và con hàng này thì sẽ gửi về Việt Nam cho khách hàng trong tuần tới, trong cuối tuần này, nghĩa là nay là thứ 6 rồi, 6 ngày 20 à, ngày 30 tháng 10 rồi, chuẩn bị hết một tháng rồi quý vị. Thì đây là một sản phẩm em giới thiệu cho quý vị anh chị hôm nay. Đây là sản phẩm Seco SCV SCVE005. Đây là bản của Seco dành cho thị trường Nhật Bản nha quý vị anh chị. Hàng này là made in Japan luôn nhé, ở phía sau của cái hàng này là nguyên siêu, nguyên mới luôn, sau có Japan Collection nha quý vị nhé, ở phía sau cái đấy, 2020 đằng hàng nha quý vị. Thì đây là một sản phẩm rất là đẹp, Seco rất là đẹp, SCVE005 lộ cơ đấy, rất là đẹp luôn, màu xanh ngọc bích, màu xanh nước biển, bóng loáng rất là đẹp. Thì tất cả các thứ đều cùng nguyên siêu và đây là giá của nó nha quý vị. Trước tiên thì em giới thiệu về cái phiếu bảo hành của nó này. Đây là phiếu bảo hành này, bảo chứng thư này, tiếng Hán này. Thì đây là cái sản phẩm này thì chỉ dành cho cái thị trường Japan nha quý vị, only for Japan. Đây là cái giá của nó. Seco là có tem của Seco nha quý vị, kiểu được áp lực là 10 áp khí nhá, phòng chống nước 10 áp khí, tương đương một áp khí thì tương đương với 1 mét hay thế nào. Đây có giá của nó là 3,5 200 yên nha quý vị, 3,5 200 yên, nghĩa là tương đương với khoảng tầm 7,5 triệu đã bao gồm thuế nha quý vị. Tuy nhiên thì sản phẩm này đang được giảm giá xuống còn 2,8 500 yên, thì có nghĩa là nó là giảm giá khoảng tầm 15-20% gì đấy. Thì giá của con này về đến Việt Nam rơi vào một số shop thì đang bán là khoảng tầm 7 triệu. Thì nếu quý vị mua ở bên em thì em sẽ giảm giá 1-200 nghìn nữa, dao động từ 6,9 triệu sản phẩm này về Việt Nam quý vị anh chị ạ. Thì giá gốc của nó là đã khoảng tầm 7,5 triệu nha quý vị ở bên này nhé, chưa có thuế phí và vận chuyển nha quý vị. Nhưng nếu mua ở em thì em sẽ săn được hàng giảm giá và sẽ sản phẩm này sẽ về Việt Nam về đến tay quý vị anh chị cô chú từ 6,9 triệu đến tầm nhỉnh hơn một chút, khoảng 7 triệu hơn một chút, do cái thời điểm giảm giá tùy những nơi giảm thực vào từng thời điểm nha quý vị. Thì em sẽ báo giá khoảng tầm từ 6,9 triệu. Sản phẩm này thì rất là đẹp rồi quý vị, có thể thấy nó rất là đẹp, nó made in Japan, đồng hồ lộ cơ và là dành cho thị trường Nhật Bản luôn, rất là đẹp. Phía sau là lộ cơ, phía trước thì cũng có một phần cơ lộ là nhỏ như này. Còn em chỉnh cái điện thoại một chút, em quay bằng cái điện thoại nên nó hơi bị, nhiều lúc hơi bị lấy nét. Đây quý vị anh chị, nó rất là đẹp. Đấy thì ngoài đồng hồ, máy tính và loa đài thì hiện tại em có rất là nhiều đồ. Nếu mà ngoài ra quý vị anh chị nào có nhu cầu sản phẩm hàng hóa nào thì cứ cho em mã hàng, em sẽ order và gửi về cho quý vị anh chị. Thì trong tuần này em sẽ gửi về khoảng tầm 20 cái đồng hồ, một số máy tính và một số khác, và một cái mấy lọ thuốc. Đây là một lọ thuốc Bí Kíp Một Người Khỏe Hai Người Vui, Tráng Dương
Made in Japan luôn nha quý vị. Nên cho một số khách hàng ở Việt Nam có nhắn tin inbox tế nhị về chuyện tế nhị và nhờ viết phụ giúp đỡ. Thì nếu anh chị có chỗ nào có những cái nhu cầu tế nhị như thế không không tiện bình luận trên kênh thì có thể nhắn tin qua Facebook của Việt Phú ở dưới và số điện thoại Zalo ở trên video có link kèm. Thì cái cách kết bạn Zalo của Việt Phú thì quý vị anh chị có thể tham khảo, vì nhiều anh chị cô chú không không có thể là không sành lắm về công nghệ này, có thể chưa biết cách kết bạn của Zalo vì Việt Phú ở Nhật, nên là cái số điện thoại sẽ dùng số điện thoại ở Nhật cho quý vị anh chị. Thì em sẽ làm mẫu một lần cho quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo. Đây là cách kết bạn Zalo với Việt Phú nha quý vị anh chị. Đầu tiên thì quý vị anh chị vào vẫn thêm bạn bình thường thôi. Vì Zalo mặc định của Việt Nam thì nó sẽ là ở đây là số điện thoại đầu cộng 84. Tuy nhiên thì em đang ở bên Nhật Bản ấy, thì em sẽ dùng số điện thoại ở Nhật Bản, nên là cái đầu số nó sẽ khác. Quý vị anh chị ấn vào Japan. Japan thì đầu số nó sẽ là cộng 81 nha quý vị anh chị. Đây, cộng 81. Đấy thì quý vị anh chị ấn số điện thoại của em 080 6817 3970 và tìm. Đấy thì nó sẽ ra Facebook Zalo của em như vậy nha quý vị nhá. Đấy, rất đơn giản thôi. Ok, em xin chấm dứt video tại đây. Xin cảm ơn quý vị anh chị cô chú đã theo dõi video. Và nếu có nhu cầu về order sản phẩm gì ở bên Nhật này thì mời quý vị anh chị cô chú hãy liên hệ qua Facebook và Zalo của Việt Phú ở dưới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.